Thưa quý vị, trước áp lực và phương tiện đổ về thủ đô cuối ngày Tết Thanh Minh ngày 4 tháng 4, trạm BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ phải xả trạm gần 2 tiếng. Cùng thời điểm thì cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Chiều tối qua ngày 4 tháng 4, lưu lượng phương tiện giao thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng cao do người dân về quê dịp Tết Thanh Minh dồn dập trở lại thủ đô. Giao thông trên tuyến bị ùn khoảng 2 đến 3 km. Trước tình trạng đó, đơn vị đã quyết định xả trạm BOT Vạn Điểm trong khoảng thời gian từ 16h30 đến 18h06 phút để tránh ùn tắc kéo dài. Đây là lần đầu tiên trong năm 2021, kể cả dịp cao điểm Tết Dương và âm lịch, cao tốc ùn tắc đã phải xả trạm do phương tiện tăng cao. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng tương tự tại trạm thu phí hướng về Hà Nội. Tuy nhiên, do phương tiện qua trạm tuy đông nhưng vẫn lưu thông được, không bị dồn ứ nên không thực hiện xả trạm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, sau 6 tháng đưa hai bộ cân kiểm tra tải trọng xe tại km 78+830 quốc lộ 5 vào hoạt động thí điểm từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021. Tổng số xe tải cân kiểm tra là hơn 466.700 lượt, trong đó có 663 lượt xe chiếm khoảng 0,14% vi phạm tải trọng đường bộ. Cụ thể, so với nửa đầu năm 2020, 7 tháng, số lượt xe vi phạm mức bị xử phạt giảm hơn 49 lần, từ 6,9 còn 0,14%. Số lượt xe vi phạm theo ngày đã giảm bình quân gần 48,9 lần. Riêng tháng thứ 6, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021, hệ thống đã cân kiểm tra gần 46.200 lượt xe, trong đó có 68 lượt xe vi phạm tải trọng đường bộ, bình quân còn 2 lượt xe một ngày vi phạm. Theo thống kê, vi phạm tổng trọng lượng, khối lượng toàn bộ 320 trường hợp, vi phạm trọng tải trục 399 trường hợp và vi phạm khối lượng hàng hóa chuyên chở là 224 trường hợp. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, việc đưa hai bộ cân kiểm tra tải trọng xe tại km 78+830 quốc lộ 5 vào hoạt động đã kiểm soát, giám sát được 100% số lượt xe lưu thông trên đoạn đường đặt thiết bị cân, mang lại hiệu quả rất cao trong kiểm soát xe quá tải trọng trên quốc lộ 5. Trên cơ sở kết quả đạt được, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện thí điểm kiểm soát xe quá tải kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Thời điểm kết thúc giai đoạn thí điểm và tổng kết đánh giá, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ căn cứ tình hình thực tế để báo cáo và đề xuất. Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật xử phạt và xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo hướng quy định cụ thể về phạt nguội hoàn toàn tự động, không thực hiện bước xác minh hành vi vi phạm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đề xuất được chấp thuận, thành phố cần ưu tiên bố trí kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm để thực hiện. Tổng mức đầu tư đến năm 2025 là hơn 450 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị giao cho Sở làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý bảo trì vận hành khai thác đề án này. Công an thành phố bố trí nhân sự tham gia điều hành trực tiếp tại trung tâm. Đồng thời, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông chia sẻ dữ liệu phương tiện vi phạm cho PC08 Công an thành phố để xử phạt. Ưu điểm của phương án này sẽ phù hợp với định hướng phát triển Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị tại các thành phố thuộc Trung ương. Dự kiến năm 2021 sẽ tổ chức khai thác hiệu quả, đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin hiện hữu phục vụ công tác xử phạt. Giai đoạn 2022 đến 2023, dự kiến kinh phí đầu tư là 167 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 12 năm 2020, dự án thu phí tự động không dừng VETC hay còn gọi là ETAC và EPAS thuộc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam đã chính thức triển khai đồng loạt ở các trạm thu phí tự động không dừng trên toàn quốc. Thế nhưng sau hơn 4 tháng tích hợp thì hai hệ thống này đã và đang tồn tại rất nhiều bất cập, mà phổ biến là tình trạng không nhận diện được tài khoản, thẻ dán trên phương tiện, khiến cho việc ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày ở các trạm BOT hiện nay. Và quan trọng hơn là hai nhà đầu tư của cả hai dự án thì hiện vẫn chưa có những phương án xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của VTC14. Trạm thu phí BOT quốc lộ 5, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên vào một buổi chiều. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29D02960. Dù đã được dán thẻ thu phí tự động không dừng, nhưng vẫn phải chuyển sang làn hỗn hợp để lưu thông, vì hệ thống thu phí tự động không nhận diện được thẻ đã dán trên xe. Tiếp tục là một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C13656. Trạm thu phí BOT quốc lộ 5 xác nhận việc hệ thống thu phí tự động không dừng
không nhận diện được thẻ đọc ở trạm diễn ra như cơm bữa. Cao điểm có ngày lên tới trên 50 phương tiện. Hai cái dự án đang vào, một cái của VETC và một cái của VDTC. Thế cho nên là các cái nhà đầu tư người ta đang khởi động lại để chỉnh sửa. Có ngày thì cao nhất thì tầm khoảng 30 trường hợp thẻ chưa đọc được. Cũng theo ông Điều, hiện tượng phương tiện dán thẻ ETAT và EPAT lưu thông qua trạm thu phí tự động không dừng bị lỗi, không nhận diện được phương tiện diễn ra từ rất nhiều tháng qua. Nhưng việc khắc phục lại rất chậm chạp và gần như không có hiệu quả. Vì thế đã có những thời điểm trạm và nhà đầu tư phải cắt cử người để phân luồng điều tiết giao thông. Thất thoát thì không thất thoát được, chúng tôi có bộ phận trích xuất camera hàng ngày hậu kiểm ấy, và phản ánh lại về chỗ đơn vị cung cấp thẻ thì người ta sẽ xử lý cái đấy và sẽ bồi hoàn lại. Trước đó vào ngày khai trương dự án BOO2 tức EPAS, công ty cổ phần giao thông số Việt Nam VDTC thuộc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel từng khẳng định đã ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới. Đây cũng là công nghệ xử lý ảnh với độ chính xác cao, giảm thời gian đăng ký dịch vụ cho khách hàng và giảm chi phí cho công tác nghiệp vụ hậu kiểm đối soát. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vận hành, hai hệ thống của hai nhà đầu tư VETC tức ETAC và EPAS đã liên tục xảy ra sự cố, trái ngược với kỳ vọng mà trước đó Viettel từng khẳng định. Tôi tự tin sẽ cùng ngành giao thông bắt kịp xu hướng chuyển dịch về công nghệ giao thông thông minh trên thế giới và khu vực, sớm đưa Việt Nam đứng trong top những quốc gia phát triển về giao thông thông minh. Viettel cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực tốt nhất, ứng dụng các thành tựu tiên tiến nhất về khoa học công nghệ cho quản lý và điều hành giao thông, đóng góp cho giao thông vận tải là ngành tiên phong về chuyển đổi sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện. Khi đã đưa vào vận hành rồi, nhưng chúng ta quản lý, bảo trì, khai thác và vận hành nó thì tiếp tục theo dõi. Nó còn có những cái bất cập, đấy, nó chưa đồng bộ thì chúng ta cũng phải tập trung để chúng ta chỉ đạo và tháo gỡ để cho nó mang tính chất là đồng bộ. Tính đến thời điểm này, toàn quốc đã triển khai hoạt động thu phí tự động không dừng với trên 90 trạm thu phí gồm ETAC và EPAS. Tuy nhiên, với những tồn tại và chưa được xử lý dứt điểm thì dư luận có quyền đặt ra những dấu hỏi về tính tiện ích cũng như bảo mật trong hoạt động thu phí tự động không dừng hiện nay, điều mà trước đó Bộ Giao thông Vận tải từng kỳ vọng sẽ minh bạch hóa hoạt động thu phí. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 02 năm 2021 thay thế thông tư số 15 năm 2015 hướng dẫn ngoại dịch, ngoại tệ trên thị trường trong nước của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Cụ thể, thông tư quy định trong giao dịch ngoại tệ với các tổ chức tín dụng khác, tổ chức tín dụng không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ. Trong trường hợp giao dịch với khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định của tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, thì tổ chức tín dụng được phép bán ngoại tệ giao ngay cho nhu cầu khi chưa đến hạn thanh toán của cá nhân là công dân Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt cho các mục đích như học tập, chữa bệnh, đi công tác, đi du lịch, thăm viếng người ở nước ngoài. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 tới đây. Bộ Công Thương cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP quý 1 năm nay tăng gần 6% so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất kim loại, đồ uống, sản xuất thiết bị điện và khai thác quặng kim loại. Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất xe có động cơ, sản phẩm từ cao su plastic, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy. Một số loại công nghiệp chủ lực trong quý 1 năm 2021 cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như cán thép, linh kiện điện thoại, tivi các loại, ô tô, sắt, thép. Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm như khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên,
chế biến gỗ và sản xuất từ gỗ, tre, nứa, sản xuất mô tô, xe máy, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, khai thác than ứng và than non. Hiện nay giá một số loại gia cầm thả vườn như gà Việt đang có xu hướng tăng. Giá các loại gia cầm tăng cao là do nhu cầu của người tiêu dùng tăng. Nhiều người hạn chế sử dụng thịt trâu, thịt bò hay là thịt lợn. Nguyên nhân giá tăng cao cũng bởi các hộ chăn nuôi đều tuân thủ nghiêm các khâu phòng chống dịch bệnh, hạn chế rủi ro cho đàn gia cầm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể giá gà tăng khoảng từ 10.000 đến 20.000 đồng một kg, ở mức là 90.000 đến 120.000 đồng một kg. Vịt từ 2 đến 2,5 kg một con có giá là từ 100 đến 130.000 đồng một con. Giá cà phê ngày hôm nay mùng 5 tháng 4 trong khoảng là từ 31.200 đến 32.100 đồng một kg, có xu hướng đi xuống, giảm từ 600 đến 800 đồng một kg tại các vùng trồng trọng điểm. Tính chung trong quý 1 năm 2021 thì xuất khẩu cà phê ước đạt 428.000 tấn, trị giá là 771 triệu đô la Mỹ, giảm 17% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể tại Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng giảm 600 đồng một kg, lần lượt ghi nhận ở mức là 31.200 đồng một kg và 33.600 đồng một kg. Ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông hiện giao dịch trong khoảng từ 31.800 đến 32.000 đồng một kg, giảm 700 đồng một kg. Tại Kon Tum, giá cà phê giảm 800 đồng một kg, hiện được thu mua ở mức là 31.800 đồng một kg. Trên cả nước, giá lợn hơi hiện vẫn ở mức cao trên cả ba miền. Theo phân tích của các chuyên gia, thì mỗi 1 kg thịt lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng phải trải qua từ 6 đến 7 khâu trung gian như là thương lái, vận chuyển, thú y, giết mổ, lợi nhuận của các thương nhân chợ đầu mối, đóng gói, nhãn mác, thuế VAT đối với thịt lợn bán trong siêu thị. Và mỗi khâu trung gian thì đều mất thêm chi phí. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giao động trong khoảng từ 74.000 đến 76.000 đồng một kg. Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình cùng giao dịch ở mức là 75.000 đồng một kg. Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc giá ở mức là 74.000 đồng một kg. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hiện giao động trong khoảng 73.000 đến 76.000 đồng một kg. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý 1 năm 2021 ước đạt 3,699 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,5%. Lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu đô la Mỹ, tăng 38,4%. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản. Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 năm 2021 ước đạt 227 triệu đô la Mỹ, lũy kế 3 tháng ước đạt 696 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi trong ngưỡng là 74.000 đến 77.000 đồng một kg. Giá lợn hơi cao nhất trên cả nước ghi nhận tại Bạc Liêu, Trà Vinh ở mức là 77.000 đồng một kg.